Kính chào và rất vui được gặp lại quý khán giả trong chuyên mục Trang truyền hình địa phương. Chuyên trang của thị xã Hương Trà số tháng 7 này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn các phóng sự đề cập đến những nội dung sau. Triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp hỗ trợ cùng sự nỗ lực vươn lên của các gia đình, công tác giảm nghèo của thị xã Hương Trà đạt được những kết quả tích cực. Xây dựng thương hiệu ổi Việt Gáp Thư Xuân đồng hành cùng với người dân còn có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Hương Trà đã triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp, qua đó đã giúp các hộ nghèo cận nghèo phát triển kinh tế, tăng thêm nguồn thu nhập và thoát nghèo bền vững, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo ở địa phương. Thu nhập chủ yếu dựa vào mấy sao ruộng, lại bấp bênh khi thời tiết thất thường. Nên trước năm 2020, gia đình bà Trần Thị Liên ở phường Hương Văn, thị xã Hương Trà thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Thế nhưng chỉ sau 2 năm, mọi chuyện đã đổi thay. Năm 2021, thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo được triển khai trên địa bàn, bà Liên cùng một số hộ thuộc diện khó khăn được hỗ trợ gà giống để phát triển chăn nuôi. Ngoài ra, gia đình bà còn được hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi và tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế để tạo điều kiện thoát nghèo. Trước đây gia đình tôi thì có hoàn cảnh rất khó khăn, người chồng thì đã ốm, con thì học, con có cấm điếc rồi đó. Được sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy chính quyền đã giúp cho gia đình chúng tôi chăn nuôi gà, thì có thoát qua cái hoàn cảnh khó khăn, có thu nhập hơn trước. Ban chỉ đạo giảm nghèo thì cũng đã phát huy cái vai trò của mình, cái trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ được phân công, và đã phụ trách từng cái địa bàn để mà có cái nắm chắc tình hình phù hợp với địa phương để có những cái giải pháp và cũng những kiến nghị đề xuất trong cái quá trình thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo ở địa phương. Các ban ngành đoàn thể của phường thì cũng có cái sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ. Xã Bình Tiến được thành lập vào cuối năm 2019 trên cơ sở sáp nhập hai xã Bình Điền và Hồng Tiến theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau sáp nhập, Bình Tiến là một trong những địa phương của thị xã Hương Trà có tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Toàn xã còn 70 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 4,43%, 104 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 6,58%. Trong đó, số hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số. Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy chính quyền xã đã ban hành nghị quyết, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể đến mỗi thôn, mỗi chi bộ, phấn đấu giảm hộ nghèo qua từng năm. Cùng với đó, Bình Thiện cũng huy động và lồng ghép hiệu quả mọi nguồn lực, các chương trình, dự án hỗ trợ sinh kế, giúp người nghèo có thêm cơ hội để phát triển kinh tế. Kế hoạch của xã trong thời gian tới trước mắt, để mà giảm tỷ lệ hộ nghèo trước mắt, ta tìm mọi cái nguồn vốn để mà người dân có công ăn việc làm này, rồi tạo nguồn vốn để phát triển sản xuất, rồi là chủ động thì tranh thủ, đặc biệt là hiện tại xã có cái quỹ đất mà ban quản lý đầu nguồn trung ương giao, thì xã sẽ chủ động lập phương án để giao cho dân, để đặc biệt là người nghèo để mà là ưu tiên số 1 để mà giao đất, để mà làm thế nào đó trong giai đoạn 2021-2025 là xã là đạt tỷ lệ hộ nghèo là còn dưới 1 tới đến 1,5%. Để thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, chính quyền các cấp ở Hương Trà đã gắn chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là lồng ghép công tác giảm nghèo với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã triển khai nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất với tổng kinh phí đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 là hơn 10,9 tỷ đồng. Với việc thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, Hương Trà đã giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn từ 7,03% năm 2016 xuống còn 2,32% vào cuối năm 2021. Thì trong thời gian tới, thì theo tôi thì cần quan tâm thực hiện mấy cái vấn đề cơ bản sau. Một, đó là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, có sự phối hợp chặt chẽ của mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội, rồi phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, rồi chính quyền địa phương trong việc và triển khai thực hiện công tác giảm nghèo.
Hai, tổ chức các cái phong trào, các cái cuộc vận động để huy động thêm các cái nguồn lực của xã hội, rồi phát huy cái vai trò tích cực của các đoàn viên, hội viên, rồi các tầng lớp nhân dân tham gia chung tay trong công tác giảm nghèo trên địa bàn. Ba là sẽ tiếp tục triển khai thực hiện cái chương trình tín dụng vay ưu đãi đối với các hộ nghèo và các cái hộ chính sách khác, rồi triển khai và thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, kết nối cung cầu lao động. Với mục tiêu đề ra cùng với những giải pháp cụ thể, năm 2022, công tác giảm nghèo của Hương Trà sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả, tiếp thêm động lực cho các hộ gia đình chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững. Đó cũng là cơ sở để đến năm 2025, địa phương phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 2-2,2% và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng là loài cây ăn trái được trồng phổ biến từ nhiều địa phương khác, nhưng sản phẩm ổi Việt Gáp Hương Xuân ngày càng được nhiều người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh biết đến. Có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của các hộ dân, còn có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị trong việc xây dựng nhãn hiệu hàng hóa tập thể và tạo vùng sản xuất tập trung, với mục tiêu là nâng cao giá trị của loài trái cây này. Giống ổi Song Liễu bén duyên trên đất Hương Xuân, thị xã Hương Trà từ những năm 1980. Đất đai, khí hậu ở Hương Xuân khá thích hợp với cây ổi, nên ổi Hương Xuân có hương vị đặc trưng riêng như thơm, giòn, ngọt mát, khác biệt với các giống ổi lai hiện có trên thị trường. Bà Nguyễn Thị Thúy là một trong số những hộ nông dân có tham gia trồng ổi lâu năm của địa phương. Hiện gia đình bà sở hữu diện tích 0,5 hectare ổi đang cho thu hoạch quả. Theo bà Thúy, trước đây người dân phường Hương Xuân trồng ổi một cách tự phát. Việc chăm sóc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nên sâu bệnh, hiệu quả kinh tế không cao. Cách đây 2 năm, khi tham gia mô hình trồng ổi theo hướng Việt Gáp do thị đoàn Hương Trà phối hợp với chính quyền phường Hương Xuân triển khai, bà Thủy có thêm nhiều kiến thức, kỹ thuật, trồng, chăm sóc, nên quả ổi có hình dáng, màu sắc đẹp, chất lượng ổi ngon hơn, mang lại giá trị kinh tế cao. Mà trước đây thì nói chung làm theo truyền thống thì cũng biết cách làm thì cứ phun thuốc rồi thì ai vẽ chi làm này nữa. Mà giờ có bên Việt Gáp về có về tập huấn á, hay gì có đi tập huấn mấy ngày thì họ có hướng dẫn mình cắt cành này, rồi hướng dẫn không được phun thuốc cỏ, bấm cành và đi bọc ổi lại thôi, thành chỉ ổi là an toàn là sạch luôn. Hiện diện tích trồng cây ổi trên địa bàn phường Hương Xuân khoảng 45 hecta, trong đó có đến 35 hecta của 28 hộ gia đình tham gia tổ hợp tác sản xuất ổi Việt Gáp, tập trung ở các vùng Trung Thôn, Liễu Nam, Xuân Tháp. Giá trị kinh tế mang lại từ mô hình này đạt khá cao bởi sản phẩm ổi Hương Xuân đã khẳng định về chất lượng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Đặc biệt mới đây, trong tháng 7 năm 2022, ổi Hương Xuân thị xã Hương Trà được cấp chứng nhận Việt Gáp và rất được khách hàng ưa chuộng khi góp mặt tại Hội chợ Thương mại Festival 2022. Hôm nay đi hội chợ thì vô tình biết đến cái ổi Hương Xuân này rất là lâu rồi. Hôm nay đi ngang thì thấy sản phẩm trưng bày ở đây nên mình cũng tìm hiểu và có mua ăn. Thấy sản phẩm này rất là ngon, giòn và rất là ngọt nên muốn mua sản phẩm của ủng hộ cho địa phương của chúng ta. Hiện tại thì tổ sản xuất ổi Việt Gáp Hương Xuân gồm có 28 thành viên là các hộ trồng ổi trên địa bàn phường. Và từ khi mà áp dụng các cái quy trình khoa học kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Gáp thì bà con nhân dân cũng đã mạnh dạn mở rộng diện tích cũng như là đầu tư vào cho cây ổi, và cũng rất là hy vọng rằng trong thời gian tới khi mà đã có mang cái thương hiệu ổi Việt Gáp Hương Xuân thì ổi Hương Xuân sẽ không chỉ được giới thiệu trong các cái cửa hàng, các cái siêu thị của trong địa phương và trong tỉnh, mà sẽ vươn ra ở các cái tỉnh khác. Hiện sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu với đầy đủ các bộ nhận diện, truy xuất nguồn gốc, thành lập tổ hợp tác sản xuất ổi Việt Gáp. Kết quả này ghi nhận cả một quá trình nỗ lực của nhiều cơ quan, đơn vị chung tay trong việc xây dựng nhãn hiệu hàng hóa tập thể và tạo vùng sản xuất tập trung cho ổi Hương Xuân. Xác định được cái ý nghĩa và tầm quan trọng cũng như là sự phát triển cây ổi như vậy, thì trong thời gian tới chúng tôi cũng tiếp tục là tập huấn nâng cao nhận thức cho người trồng ổi, là tiếp tục duy trì về cái quy trình trồng ổi Việt Gáp, có nghĩa là trồng ổi sạch, trồng ổi theo hướng hữu cơ,
và một mặt nữa là chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác quan hệ đối ngoại để là kết hợp với các ngành, các thương hiệu như là siêu thị hoặc các cơ sở kinh doanh để kết nối tạo thành một cái chuỗi giá trị và chuỗi là tiêu thụ sản phẩm giúp cho địa phương là phát triển diện tích trồng ổi và đồng thời là tạo điều kiện cho người dân là có cái thu nhập. Thương hiệu ổi Hương Xuân góp thêm một sản phẩm trong chương trình OCOP của Hương Trà, vừa góp phần nâng cao giá trị của loài trái cây này, đồng thời cũng tạo ra cơ hội để phát triển kinh tế, mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Trang truyền hình địa phương thị xã Hương Trà đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương mục tiếp theo.